Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình của báo Thanh Hóa. Thưa quý vị, có những người mẹ trong những cơn giận dữ đã làm những hành động dại dột, thậm chí là gây ra tội ác với những đứa con dứt ruột đẻ ra. Vụ án dưới đây là một ví dụ. Vì bực tức vì chuyện con đại tiện bậy ra nhà, người mẹ này đã dùng muôi đánh liên tiếp vào đầu con, khiến cho những ngày sau đó đứa bé có biểu hiện mệt mỏi, sức khỏe suy yếu và tử vong. Vụ việc xảy ra cách đây 2 năm tại huyện Quốc Oai, Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết vụ án. Tối ngày 10 tháng 12 năm 2022, thông tin từ Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Thi, 37 tuổi, quê huyện Võ Nhai, Thái Nguyên, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân của Thi chính là con trai của bị cáo, cháu Nguyễn Mạnh Ca, sinh năm 2016. Trước đó, 20 giờ 32 phút ngày 9 tháng 12 năm 2022, cháu Ca được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai, Hà Nội cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, môi tím, đồng tử giãn hai bên, ngừng tuần hoàn, có nhiều vết thương tích trên mặt và người. Thấy dấu hiệu bất thường, Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai thông báo tới Công an huyện Quốc Oai. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Quốc Oai đã khẩn trương đến hiện trường xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu xác định, cháu Ca đã bị mẹ ruột là Nguyễn Thanh Thi nhiều lần bạo hành, lần gần nhất là đầu tháng 12 năm 2022. Cháu bị mẹ dùng muôi múc canh bằng kim loại đánh vào vùng đỉnh đầu. Theo điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai, năm 2011, Nguyễn Thanh Thi và anh Nguyễn Văn Mờ, sinh năm 1987, trú tại xóm Đồng Ruộng, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, kết hôn và sinh được hai người con chung là cháu NMQ, sinh năm 2012 và NMK, sinh năm 2016. Khoảng tháng 9 năm 2019, do thường xuyên mâu thuẫn trong quá trình chung sống nên anh M và Thi đã ly hôn. Anh M được quyền nuôi cháu Quy, Thi được quyền nuôi cháu Ca, nhưng gia đình anh M không đồng ý việc này nên đã nuôi cả hai cháu. Đầu năm 2020, Thi nảy sinh tình cảm rồi đăng ký kết hôn với Lý Đình Quy, sinh năm 1982, trú tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Sau đó cả hai thuê trọ sống với nhau ở thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai. Hiện Thi đang mang thai 7 tháng. Sau khi kết hôn với anh Quy, Thi tiếp tục gửi đơn đến cơ quan chức năng và đến tháng 8 năm 2022, Thi đã giành được quyền nuôi cháu Ca rồi đón cháu Ca từ nhà anh em ở tỉnh Thái Nguyên về sinh sống cùng Thi và Quy. Tuy nhiên, quá trình nuôi con, Thi cho rằng cháu Ca không nghe lời, lười học và có hành động tự xé sách vở nên Thi đã có hành vi nhiều lần dùng gậy tre dài khoảng 1,4 mét, móc phơi quần áo dài khoảng 40-50 cm, ống nhựa dạng ống nhựa PVC dài khoảng 50 cm và ghế nhựa đánh vào mông, chân tay và người cháu Ca. Đầu tháng 12 năm 2022, do bức xúc trước việc cháu Ca nhiều lần đi vệ sinh ra quần, giường ngủ và nền nhà, nên Thi tiếp tục có hành vi dùng một chiếc muôi múc canh màu trắng bằng kim loại dài khoảng 25 cm có sẵn tại nhà trọ đánh hai phát vào đỉnh đầu cháu Ca. Khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2022, Thi phát hiện cháu Ca có biểu hiện người yếu, toàn thân tím tái, mắt nhắm, vô thức, gọi không trả lời, nên đã cùng Quy đưa cháu Ca đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai. Qua làm việc, Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai xác nhận cháu Ca đã tử vong trước khi nhập viện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp cùng phòng PC02, Công an thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quốc Oai, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và các lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ vật chứng vụ án. Theo kết luận pháp y, nguyên nhân cháu Ca tử vong là do chấn thương sọ não và viêm phế quản nặng. Sáng ngày 22 tháng 8 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Thi, 38 tuổi, ở xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội, 13 năm tù về tội giết người. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đến từ rất sớm, trên tay bế một cháu bé, con của bị cáo mới sinh. Gia đình bị hại có bà nội và bố cháu bé đến tham dự phiên tòa. Đứng trước bục khai báo, bị cáo Thi bình tĩnh khai nhận với hội đồng xét xử, từ khi đón cháu Ca về sống chung, cháu hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh. Thi thừa nhận với hội đồng xét xử đã nhiều lần đánh con và đổ lỗi do con không nghe lời. Lúc đầu khi đón con về ở cùng, bị cáo chưa đánh con, nhưng quá trình chung sống, cháu phản kháng bằng cách xé sách vở, đập nồi cơm, đánh em và đi vệ sinh ra nền nhà. Do lúc đó mang bầu nên bị cáo không kiềm chế được sự nóng giận. Bị cáo Thi trả lời hội đồng xét xử. Bị cáo Thi khai nhận, trước khi đánh con, bị cáo có dạy bảo nhưng cháu không nghe lời và chửi bậy. Sau đó, bị cáo dùng móc áo, xào phơi, ống tuyếp, ghế nhựa để đánh con. Đến ngày 4 tháng 12 năm 2022, bị cáo Thi thừa nhận đã cầm chiếc muôi đánh liên tiếp hai phát trúng vào vùng đỉnh đầu của con. Thi thừa nhận việc đánh con là sai,
do không nhận thức được hành vi của bản thân. Khi sự việc xảy ra, bị cáo đã nhận thức được tội lỗi của mình thì đã quá muộn. Tôi là người mẹ tôi, Thi nói. Khi được nói lời sau cùng, thay vì khóc lóc hay xin lỗi con trai đã khuất, Thi lại quay ra trách mẹ chồng. Suốt quá trình diễn ra phiên xét xử, Thi không hề có chút ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của bản thân. Khi hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát hỏi về những lần đánh con, Thi bình thản trả lời rành rọt. Một số người có mặt tại phiên tòa hết sức bất ngờ, bức xúc trước thái độ lạnh lùng của bị cáo. Thi khai trước tòa và cho biết, sau khi đánh con thấy cháu mệt nhưng không đưa đi bệnh viện mà ra hiệu thuốc mua thuốc bổ, thuốc giảm đau, thuốc giảm bầm tím. Có mặt tại tòa, anh M, bố đẻ của bị hại cho biết, sau khi ly hôn, anh nuôi cả hai đứa con. Khi sống với bố, cháu K không có biểu hiện gì bất thường, cháu tự chủ làm mọi việc, hai anh em tự bảo nhau học bài. Theo anh M, nhiều lần anh điện thoại cho cháu K và thấy con bị Thi đánh. Thấy vậy, anh bảo cháu ca xé sách rồi ra ngoài đường kêu lên để người dân biết đưa về với anh. Viện kiểm sát nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo không chỉ xâm hại trực tiếp đến tính mạng của người khác mà còn gây mất trật tự an toàn xã hội. Hành vi của bị cáo Thi thể hiện tư tưởng lệch lạc trong cách dạy con, thể hiện sự hung dữ và sự suy đồi về đạo đức, vi phạm nghiêm trọng đến quyền trẻ em được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, cần phải có hình phạt nghiêm khắc với mức án cao đối với bị cáo mới bảo đảm việc cải tạo và phòng ngừa tội phạm. Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo đã phạm vào tội đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền được sống của trẻ em. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt án từ 14 đến 15 năm tù về tội giết người, quy định tại điểm B khoản 1 điều 123 Bộ Luật Hình sự. Về trách nhiệm dân sự, bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần cho anh M, bố ruột cháu K, 100 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, người phụ nữ trong vụ án trên đã phải trả giá cho những hành động sai trái của mình. Dù vụ việc trải qua được một thời gian, nhưng bài học về xây dựng hạnh phúc gia đình, sự quan tâm chia sẻ của người phụ nữ trong những khoảng thời gian nhạy cảm vẫn còn nguyên giá trị cho tới bây giờ. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.